Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Ngoài việc luôn xuất hiện một cách hoàn hảo trước mắt công chúng thì các ngôi sao Hoa ngữ cần phải chú ý đến những phát ngôn và hành động sao cho đúng mực để tránh những điều tiếng phát sinh sau này. Tuy nhiên thì không phải ngôi sao nào cũng giỏi trong việc giao tiếp và nói những lời khiến cho người khác vui vẻ, mà có khá nhiều ngôi sao bị chỉ trích là EQ thấp và dễ đắc tội với mọi người. Thứ nhất, chị Sảng. Từ khi vào làng giải trí, chị Sảng gây ấn tượng bởi tính cách thẳng thắn, hoạt bát và vui vẻ. Thế nhưng thẳng thắn quá lại không phải là điều tốt khi cô vì điều này mà đắc tội với không ít người, thậm chí còn bị chê cười và mỉa mai, làm ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Như vụ việc gần đây, chị Sảng làm loạn trong buổi livestream khiến cư dân mạng chán ngán, cô lại tiếp tục bị chỉ trích vì EQ thấp và không kính nghiệp. Thứ hai, Tưởng Hân. Tường Hân cũng là một sao nữ được đánh giá có EQ không cao, lời nói thẳng thắn dễ khiến người khác mất lòng. Có lẽ chính vì điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Tường Hân. Thậm chí tình bạn của cô và Lưu Đào cũng tan vỡ chỉ vì thích gì nói nấy, không quan tâm lời nói của mình có ảnh hưởng tiêu cực như thế nào. Thứ ba, Triệu Lệ Dĩnh. Việc Triệu Lệ Dĩnh bị chê là giao tiếp kém và EQ thấp cũng không phải là ngày một ngày hai. Những phát ngôn quá mức thẳng thắn làm cho nhiều người không hài lòng và lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh được đặt biệt danh là Triệu Tiểu Đao. Có thể thấy nhược điểm này lộ rõ khi cô tham gia show truyền hình và trong chương trình Nhà hàng Trung Hoa, Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích không thương tiếc vì lười biếng, tỏ rõ thái độ rõ trên mặt và một số hành động không lịch sự cho lắm. Thứ tư, Châu Đông Vũ. Bản thân Châu Đông Vũ cũng từng bị tố là EQ thấp, nhưng đoàn đội lại vẫn tiếp tục xây dựng cho cô hình ảnh cô gái ngay thẳng. Như mong muốn, hình tượng này của Châu Đông Vũ được tạo nên rất thành công, tuy nhiên không phải ai cũng thích cô vì những phát ngôn quá mức thẳng thắn và không lịch sự. Thứ năm, Trương Vũ Kỳ. Hình ảnh một Trương Vũ Kỳ tự tin, thẳng thắn và dám nói, dám làm đã ăn sâu vào tâm trí của mọi người. Điều này tuy khiến Trương Vũ Kỳ trở nên khác biệt trong showbiz nhưng lại là nguồn cơn khiến nữ diễn viên kiếm thêm được nhiều anti-fan hơn. Dù thường xuyên bị chê là EQ không cao nhưng Trương Vũ Kỳ không thay đổi, vẫn giữ vững tính cách thẳng thắn để chọc giận mọi người. Thứ 6, Hoàng Tử Thao. Trong những năm đầu của sự nghiệp, Hoàng Tử Thao vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ mà lịch sử đen của anh chàng dài dằng dặc. Những lời nói của Hoàng Tử Thao rất dễ khiến mọi người không vui và dù đã hoạt động trong showbiz nhiều năm nhưng anh không thể sửa được tật xấu này. Việc bị nói là EQ thấp cũng không có gì là lạ. Vậy thì bạn có đánh giá như thế nào về sự việc trên đây và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Chúng mình là Top Sao Hoa và đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất vào trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.